mày đừng hòng đụng tới thằng ghệ của tao. Tránh xa thằng ghệ tao ra. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng, đừng có cái kiểu ăn tạp. Đụng vào ai thì được, chứ mà đụng chúng thằng ghệ tao là ăn đạp. Không phải mày không biết, nó là hoa đã có chủ.